Tử vi tuổi Sửu tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, đa số tuổi Sửu là người sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của người tuổi Sửu trong tháng 4 năm Tân Sửu 2021 âm lịch. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên cũng như cách hóa giải vận hạn. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cụ. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tỵ. Tháng này là tháng có nhiều đen đủi với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, các gia chủ cần phải lưu ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4, tức ngày 23 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và Đinh Sửu sinh năm 1997. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 4, tức ngày 4 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, đặc biệt đại kỵ đối với mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và Đinh Sửu sinh năm 1997. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 4, tức ngày 16 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 4, tức ngày 28 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 4, tức ngày 9 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Họa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng 4 năm 2021, về phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu khá trầm lặng. Trong khi bản mệnh còn chần chừ, do dự, thì người khác họ đã giành mất cơ hội. Chính điều này khiến bản mệnh khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản mệnh thường không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Lâu dần, tích tụ thành nỗi lo vô hình, khiến bản mệnh sợ hãi thật sự thất bại. Quý gia chủ cần hãy dũng cảm trên con đường khẳng định bản thân, không nên sợ hãi thất bại, bởi thông qua những lần thất bại có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành bước đệm trong tương lai. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, thì trong tháng 4 âm lịch, những gia chủ tuổi Sửu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Về mặt tài lộc, do công việc trong tháng 4 âm lịch không được thuận lợi, nên tình hình tài chính của những người tuổi Sửu cũng không mấy khả quan. Những người làm kinh doanh cũng không tốt hơn, bản mệnh dễ chậm chân so với đối thủ. Để lỡ nhiều cơ hội làm ăn, thời điểm này điều bản mệnh cần phá kén, phát huy được khả năng, năng lực của bản thân mình thì mới có thể hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi đứng chờ vận may sẽ đến. Ngoài ra, tháng này nên chi nhiều hơn thu, nên bản mệnh cần có một kế hoạch cụ thể, tránh việc chi tiêu quá đà. Bước sang tháng 4 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu sẽ giúp quý gia chủ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận, hành thông. Về mặt tình cảm và gia đạo, phương diện tình cảm của người tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch cũng không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình thì trong tháng sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán và tuyệt đối không áp dụng quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Ngoài ra, trong tháng, bản mệnh còn gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. May mắn tử vi tháng này cho thấy đây lại là cơ hội tốt để người tuổi Sửu đang độc thân tìm một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bản mệnh gặp người ấy ở trong một buổi giao lưu, họp nhóm. Có thể là dù những gia chủ tuổi Sửu có vẻ ngoài, ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát nên cần chủ động hơn trong mọi công việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nếu muốn có một kết thúc viên mãn, đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Vậy nên tuổi Sửu hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy là vòng tam giác khai vận để hóa giải. Vậy để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây, kích đào hoa, tăng nhân duyên phù hợp. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe tháng 4 âm lịch của những người tuổi Sửu không quá khả quan do chịu tác động tiêu cực từ hung tinh thiên nguyệt. Công việc, tài lộc không được như ý khiến bản mệnh mệt mỏi, phiền muộn, thậm chí là tự trách móc bản thân. Nhưng bản mệnh nên nhớ, sông có khúc, người có lúc. Ai rồi cũng sẽ gặp những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, không lúc này thì lúc khác. Quan trọng là bản thân mình biết vượt lên khó khăn, trải qua những thử thách. Ngoài ra, vào thời điểm cuối tháng, quý gia chủ tuổi Sửu nên dừng lại, nạp cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy đường dài phía trước. Quý gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an cũng như sức khỏe. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch để các bạn có cái nhìn rõ và chi tiết nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi.
Thứ nhất là tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Những người tuổi Tân Sửu trong tháng này có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi, đều do bản mệnh thường xuyên luyện tập thể dục. Các bệnh nhẹ và đau sẽ gặp phải trong tháng, tuy nhiên tác động không đáng kể. Để mọi việc được suôn sẻ và may mắn hơn nữa vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, quý gia chủ nên sử dụng Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp tuổi Tân Sửu kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, Quý Sửu 1973. Canh Dương Kim gặp Quý Âm Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho những gia chủ tuổi Quý Sửu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Vận trình của các gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng này khá ổn định do có quý nhân nâng đỡ, nhưng cố gắng của quý gia chủ trong thời gian trước đây sẽ được đền đáp. Tuy nhiên trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu cần cẩn trọng về vấn đề tài lộc, tránh trường hợp bị hao tổn tài lộc. Ngoài ra, bản mệnh cần bình tĩnh giải quyết các vấn đề, sự việc gặp phải, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt. Tránh trường hợp làm việc có đầu, không có cuối sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Ngoài ra, trong quan hệ với các đồng nghiệp, bản mệnh cũng cư xử chưa khéo léo nên nhiều khi gây mất lòng, họa thị phi từ đó mà ra. Cho nên bản mệnh cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình trong tháng này. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, bản mệnh nên sử dụng pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Ất Sửu 1985. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ trong tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được tình yêu đích thực, sớm kết hôn và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nếu bản mệnh đang gắn bó một chuyến du lịch với bạn đời, thì trong tháng này sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào. Người tuổi Ất Sửu trong nửa đầu năm 2021, tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, sẽ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và phát triển mạnh mẽ vào tháng 3 âm lịch, quý gia chủ nên đeo vòng tam giáp khai vận Tị, Dậu, Sửu để tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ tư, tuổi Đinh Sửu 1997. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Ngoài ra, trong tháng này, những người sinh năm 1997 được dự đoán sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Tuổi Đinh Sửu cũng sẽ gặp được quý nhân. Chính vì vậy, những người tuổi Đinh Sửu nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Đặc biệt, trong năm Tân Sửu, con giáp tuổi Đinh Sửu phạm Thái Tuế. Người xưa có câu, Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa. Ý chỉ Thái Tuế đào đến hướng, ý chỉ Thái Tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài Thái Tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể đọc trực tiếp, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.